trưởng ban tuyên giáo t U, tạo sự thống nhất trong đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, ngành tuyên giáo phải làm sao tạo sự thống nhất trong đảng, hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Năm 2021, phát huy truyền thống vẻ vang đi trước mở đường, toàn ngành tuyên giáo đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong đó, tổ chức, thành công hội nghị trực tuyến triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 tới gần 8.000 điểm cầu, và hơn 1 triệu đảng viên được trực tiếp nghe cùng với đó, tiếp tục làm sâu sắc thêm và đổi mới về nội dung, phương pháp và quyết liệt hơn trong việc thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2022, toàn ngành tuyên giáo sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa các quan điểm nghị quyết đại hội lần thứ 13 gắn liền với các nghị quyết trung ương, nhất là hội nghị trung ương 4 của Đảng, các phát biểu chỉ đạo của tổng bí thư tại các hội nghị toàn quốc, kể cả hội nghị của chính phủ, của Đảng, của mặt trận tổ quốc của nội chính, của đối ngoại, đặc biệt là tại hội nghị toàn quốc về văn hóa, làm sao tạo sự thống nhất trong đảng, hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cũng như nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 2022. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương về nội dung này. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trong năm qua, phát huy truyền thống 91 năm của ngành tuyên giáo đi trước mở đường, cán bộ và công nhân viên của toàn ngành tuyên giáo nói chung cũng như Ban Tuyên giáo Trung ương đã nỗ lực phấn đấu, thể hiện tinh thần kiên định, kế thừa, đổi mới, phát triển sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ. Nổi lên trước trong và ngay sau Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã kịp thời tham mưu về công tác tuyên truyền. Nhất là chúng ta đã mở được đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và nhân dân suốt quá trình góp ý cho Đảng để chuẩn bị Đại hội lần thứ 13. Trong quá trình thông tin tuyên truyền trong Đại hội 13, đặc biệt ngay sau đại hội, Ban tuyên giáo Trung ương đã tham mưu để Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo việc chủ động, quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 đến toàn đảng và nhân dân. Lần đầu tiên, chúng ta tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 tới gần 8.000 điểm cầu, và hơn 1 triệu đảng viên được trực tiếp nghe. Điểm thứ hai, xoay quanh việc mà chúng ta tiếp tục làm sâu sắc thêm và đổi mới về nội dung, Phương pháp và quyết liệt hơn trong việc thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tiến hành sơ kết chỉ thị 05 cũng làm chặt chẽ và thông qua hình thức sơ kết trong toàn quốc. Thứ ba, xoay quanh việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nhất là những điểm mới, những nội dung cốt lõi của văn kiện đại hội lần thứ 13 trên tất cả các lĩnh vực như lĩnh vực về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại và đặc biệt là những điểm mới về công tác xây dựng Đảng. Một điểm nữa, chúng ta đã cụ thể hóa các quan điểm mới của Đảng trong những chương trình cụ thể. Trong đó, năm nay chúng ta tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc do bộ chính trị, ban bí thư chủ trì để lại tình cảm, sự quan tâm sâu sắc đối với cán bộ đảng viên và nhân dân. Trong hội nghị đó, chúng ta đã đưa ra những thông điệp rất mới mẻ về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. Một điểm mới nữa là mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như thế, nhưng ngành tuyên giáo phối hợp với các ban ngành đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế và giao lưu quốc tế. Cùng với đó, chúng ta cũng đã có đổi mới về thông tin tuyên truyền, đối ngoại và thông tin biển đảo để nhân dân ở nước ngoài và bạn bè hiểu và ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, nhất là trong thời kỳ mà chúng ta nỗ lực phấn đấu vượt qua dịch bệnh COVID-19. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, dịch bệnh COVID-19 là một trong những nhân tố an ninh phi truyền thống có tác động mạnh mẽ và ảnh hưởng tiêu cực nhiều mặt đối với quốc tế, khu vực và Việt Nam. Trong đó, tuyên giáo phải đi trước mở đường coi đây là nhiệm vụ mà cả hệ thống chính trị và nhân dân tiếp tục đồng hành. Chúng ta phải nhận diện, nhận thức rõ hơn về tính chất của dịch bệnh, những quan điểm của Đảng, chính phủ và những giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Công tác tuyên giáo, nhất là công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động báo chí của chúng ta phải chủ động hơn, kịp thời hơn, linh hoạt hơn. Đồng thời, thông tin đầy đủ hơn để nhân dân hiểu rõ, nhất trí cao và cùng nhau thực hiện. Cùng với đó, chúng ta cũng phải đẩy mạnh việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái cơ hội chính trị tìm cách vu khống xuyên tạc các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước về công tác phòng chống dịch bệnh để xem chi tiết về tin này mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này